Thưa quý vị, các tiệm cầm đồ là nơi có lượng tài sản lớn và hoạt động giao dịch thường xuyên mỗi ngày, nên không tránh khỏi nguy cơ diễn ra hành vi như là trộm cắp, cướp tài sản. Mặc dù chủ số cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này đã chủ động trang bị những biện pháp an ninh an toàn, nhưng vẫn không tránh khỏi sự ma mãnh và manh động của tội phạm. Những vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua là một lời cảnh tỉnh cho rất nhiều người dân về nguy cơ tiềm ẩn phát sinh của các loại tội phạm này. Đây là đối tượng Phạm Cao Quốc, 19 tuổi, quê tỉnh Bình Định, là sinh viên một trường đại học trên địa bàn, bị công an phường Xuân Hà, quận Thanh Khê phát hiện bắt giữ khi vừa thực hiện xong hành vi cướp giật điện thoại tại một tiệm cầm đồ trên đường Trần Cao Vân. Thủ đoạn của Quốc là lợi dụng lúc chủ tiệm không để ý đã giật lấy điện thoại tẩu thoát. Tại cơ quan công an, Quốc thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Thời điểm mà em vay từ 1 triệu thì em trả nó cứ tích dần dần lên, nó nâng hạn mức cho mình thôi. Dạ, xong rồi tới cái lúc mà em thua quá rồi, không quá khả năng chi trả nữa. Mà cái tiền vay nó cao quá, em sợ không được nữa, em mới quyết định là đi trộm, đi cướp rồi. Cho đến bây giờ, anh Nguyễn Đức Cường, trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, chủ của một tiệm cầm đồ trên đường Nguyễn Lương Bằng vẫn còn rất bàng hoàng khi kể lại sự việc vào sáng ngày 18 tháng 5. Khi mở cửa hàng và phát hiện số tài sản gồm tiền, vàng, điện thoại di động có giá trị cao tại cửa hàng mình đã không cánh mà bay. Tổng giá trị thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng. Tầm 8:30 bắt đầu là có khách vào lấy đồ này kia đó. Em mới mở tủ ra thì phát hiện là bị mất nhiều đồ, điện thoại với vàng với tiền mặt đó. Nên em rất hoang mang vì năng mà mình cũng khóa cửa kiên cố này kia mà bị mất. Mới kiểm tra lại thì phát hiện là vì kẻ gian đột nhập vào cửa sổ, kho và phá cửa. Và coi lại camera thì là cái người trộm này là thuộc người quen, mới đột nhập vào là đi một mạch vào tới đây là không phải lục lọi này kia chứ là lấy hết trong vòng mấy phút, là lấy hết trong tài sản và đi ra. Sau nửa tháng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đã xác định và triển khai lực lượng ập vào một căn nhà tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và bắt giữ Hồ Đức Nhị, 42 tuổi, trú tại địa phương, thu giữ một bình khò để phá khung cửa sắt, 60 điện thoại di động các loại, 22 dây chuyền, trang sức bằng vàng các loại. Tại cơ quan công an, Nhị thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cho biết đây là vụ việc hết sức manh động, khi đối tượng có sự chuẩn bị và quan sát rất kỹ về quy luật hoạt động của cơ sở. Sau khi thực hiện hành vi của mình thì đối tượng có cái sự tính toán rất là kỹ càng trong cái việc mà tẩu thoát, cũng như là cái việc cắt giấu và tiêu thụ các cái loại tài sản mà đối tượng đã trộm cắp được. Thì điều này đã gây cho chúng tôi rất là nhiều khó khăn. Chúng tôi áp dụng các cái biện pháp nghiệp vụ để mà tập trung xác minh làm rõ. Thì đến nay cũng đã làm rõ được cái đối tượng và thu hồi được gần như toàn bộ các tài sản để trao trả cho bị hại. Tại các tiệm cầm đồ luôn chứa một số lượng lớn tài sản. Cùng với đó, lượng người ra vào tại các cơ sở kinh doanh này rất đông đúc, dễ tạo điều kiện cho đối tượng có ý định trộm cắp, quan sát, nắm quy luật của cơ sở để thực hiện hành vi phạm tội. Cũng khuyến cáo đến quần chúng nhân dân chúng ta là nâng cao cái tinh thần tự giác bảo quản cái tài sản của mình, không nên để một cái lượng lớn cái tài sản ở nơi ở của mình, nơi làm việc mà không có người trông coi. Điều này dễ dẫn đến cái việc đối tượng lợi dụng thực hiện các cái hành vi đột nhập, trộm cắp tài sản, đặc biệt là trong mùa nắng nóng hiện nay. Trang bị các thiết bị an ninh, thường xuyên có người trông coi cơ sở là việc làm cơ bản nhất, được cần quan tâm chú trọng. Không chủ quan và chủ động bảo vệ tài sản vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để mỗi cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ hạn chế được những vụ việc trộm cắp, cướp giật có thể xảy ra.